em đang có mặt tại kho của tổng công ty đèn tích điện thông minh và hôm nay công ty bên em vừa mới cho ra mắt một cái mẫu sản phẩm mới nhất, hot nhất của bên em nhá. Vừa mới ra lò xong vẫn rất là nóng sốt luôn ạ. Cái mẫu sản phẩm bóng đèn tích điện thông minh bên em thì là bao gồm là một bộ sản phẩm đi kèm, là bao gồm là một bóng cho em này. Một bóng rất là chắc chắn luôn. Một dây sạc đi kèm, dây sạc kèm củ sạc luôn cho em nhá. Và một điều khiển từ xa. Điều khiển từ xa này là một cái bước đột phá mà những cái mẫu bóng đèn tích điện thông minh khác, của những mẫu bóng đèn tích điện của các bên khác là chưa làm được các bác nhá. Chỉ có duy nhất tại công ty của em là mới cho ra mắt cái mẫu bóng đèn tích điện thông minh điều khiển từ xa này thôi. Bao gồm là 5 chế độ sáng cho em này. Ánh sáng mạnh, ánh sáng yếu, ánh sáng vừa, ánh sáng nhấp nháy mạnh và chế độ cảnh báo SOS cho em nhé. Tùy theo nhu cầu sử dụng của mình thì là mình có thể điều chỉnh lựa chọn ánh sáng sao cho phù hợp nhất các bác nhé. Khi mà các bác lười không muốn bận bằng công tắc thì là mình có thể sử dụng điều khiển từ xa cho em. Và khi mà nhận hàng về tay ấy, thì là các bác sẽ rút cái phần cách pin ở bên dưới cái điều khiển đến ra cho em để mình sử dụng điều khiển nhé. Nhớ là rút phần tấm cách pin này ra thì mình mới sử dụng được điều khiển này. Và các bác bấm on cho em để bật đèn nhá. Một chiếc điều khiển thì là mình có thể sử dụng được cho rất là nhiều chiếc bóng đèn. Đó, rất là tiện lợi luôn. Và có đầy đủ tất cả các chế độ đều nằm trên một chiếc điều khiển này cho em nhé các bác nhá. Đó, và khi mình tắt thì mình sẽ ấn off cho em ạ. Đó, vô cùng là tiện lợi luôn. Và bóng điện của bên em thì là khi mà sạc đầy thì là mình có thể sử dụng từ 6 đến 8 tiếng cho em. Và thời gian sạc là chỉ từ 1 đến 2 giờ là sạc sẽ đầy các bác nhá. Bóng bên em thì là sử dụng có bóc treo nhá, vô cùng là tiện lợi luôn. Các bác có thể là treo ở mọi chỗ này, đem đi mọi nơi, treo mọi chỗ. Và rất phù hợp cho các hoạt động như là hoạt động ngoài trời, đi làm nương rẫy, đi cắm trại, đi câu. Hay là rất là phù hợp cho các hoạt động bán hàng ban đêm, hoặc là trong cái mùa hè này rất hay bị cắt điện nhá các bác nhá. Cho nên là mỗi gia đình mình nên là sắm ít nhất cho em là 2 bóng thôi nhá. Một bóng ở trên nhà này, một bóng ở dưới bếp, một bóng tầng 1, một bóng ở tầng 2. Đề phòng cái trường hợp mà cắt điện luân phiên thì là mình sẽ không bị ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày các bác nhé. Bóng đèn bên em thì là được thiết kế bằng nhựa rất là cao cấp, cho nên là chống va đập, ngoại lực và độ chống nước rất là tốt luôn. Các bác yên tâm là chống nước thoải mái nhé. Bởi vì cái phần nút sạc này là có tấm gioăng cao su bảo vệ, cho nên là các bác cứ yên tâm cho em một điều là chống nước tuyệt đối nhé. Mưa bão thoải mái luôn, sáng cực kỳ là sáng luôn ạ. Và ngày hôm nay thì công ty bên em đang có chương trình ra mắt sản phẩm mới. Và khi các bác mua sản phẩm ngày hôm nay thì là công ty em đang giao cho các đại lý là 199.000 một bóng bóng đèn này. Tiền ship là 30.000 đến tận tay. Và khi các bác lấy từ 2 bóng trở lên là được miễn phí hoàn toàn luôn ạ. Khi mà nhận hàng về tay là các bác sẽ được kiểm tra hàng, ép hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em nhé. Bóng vô cùng là chắc chắn luôn, rất là tiện lợi luôn. Các bác nhận hàng thì chỉ có ưng trở lên thôi.